hơn 22 giờ 30 ngày 11 tháng 7, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong trên đường tỉnh lộ 10. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân thấy người nam giới trẻ tuổi chạy xe máy chở theo người đàn ông ngoài 50 tuổi trên đường tỉnh lộ 10 hướng từ quốc lộ 1 về vòng xoay Phú Lâm khi vừa quan giao lộ đường tỉnh lộ 10, đường số 6, phường An Lạc A, giáp phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì người đàn ông ngồi sau ngã khỏi xe máy, chiếc xe máy loạn trạng cùng người cầm lái ngã ra đường. Mọi người đến kiểm tra thì thấy vùng cổ người đàn ông có nhiều vết thương, người đầy máu và đã tử vong. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, người chạy xe máy chở người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở công an. Bước đầu xác định người trở là con ruột của người đàn ông. Theo người thân của người đàn ông tử vong cho biết, người này là chủ quán hát với nhau trên địa bàn huyện Bình Chánh. Trước đó, khách tới quán có sử dụng điện thoại để live stream nên chủ quán có nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Người này sau đó được cho là dùng hung khí tấn công chủ quán. Người nhà lấy xe máy chở người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến khu vực trên thì người này đã tử vong. Hiện người đàn ông tử vong trên đường tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân đang được công an làm rõ. Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, trú tại huyện Nhân Trạch, đang bị công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra tội giết người. Bích là nghi phạm đầu độc khiến ba người thân, chồng và hai cháu tử vong bằng cyanua. Trong số các nạn nhân mà Bích khai nhận đã ra tay hạ độc, có cháu ruột của Bích là NHBT, 18 tuổi, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát nạn sự việc gây chấn động dư luận rất nhiều người đặt câu hỏi về việc pháp luật quy định như thế nào về việc mua bán cianua và người bán cianua cho bích có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không vì sao cianua được bán tràn lan trên mạng xã hội cianua là chất cực độc nên việc mua bán loại chất này phải đáp ứng các điều kiện quy định theo chia sẻ của luật sư vũ như đàm đoàn luật sư đồng nai cho biết trên báo đồng nai Luật Hóa chất năm 2007 và Văn bản Hợp nhất số 19 VBHN VPQH ngày 2 tháng 8 năm 2023 do Văn phòng Quốc hội ban hành, Hợp nhất Luật Hóa chất có quy định rõ về việc mua bán chất CNU. Theo đó, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải có giấy phép mới được kinh doanh. Còn đối với bên mua, khi đến mua CNU phải có giấy giới thiệu, có công văn nói rõ việc mua bán sử dụng vào mục đích gì. Luật sư Vũ Như Đam nói, tuy nhiên các quy định này chưa chi tiết cụ thể nên rất khó kiểm soát được việc mua bán có sử dụng đúng mục đích loại hóa chất này hay không trong khi đây là một loại hóa chất độc hại cần quản lý nghiêm ngặt vụ việc đầu độc người thân bằng chất độc cyanur tại huyện nhân trạch có thể xem là một hồi chuông cảnh báo về việc quản lý lòng lẻo loại hóa chất này đồng thời cũng không có quy định về việc người bán phải kiểm tra điều kiện của người mua mới được bán điều này đã dẫn đến tình trạng mua bán chất cyanur diễn ra phổ biến tràn lan trên thị trường vì thế chỉ cần gõ mua Cyanua giá rẻ, ngay lập tức sẽ cho ra nhiều kết quả giao bán Cyanua hay còn có tên gọi khác là kali Cyanua, Potassium Cyanide, với số lượng từ 1kg tới 50kg hoặc thậm chí nhiều hơn và cũng có thể đặt mua dễ dàng. Chất cực độc này được giao bán tự do công khai tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, các website, thậm chí cả sàn thương mại điện tử. Thông tin này được đăng tải trên báo Đảng Cộng sản việc bán xi đua cho nghi phạm bích có phải chịu trách nhiệm pháp lý Trao đổi về vấn đề này trên báo An ninh Thủ đô, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo quy định trong trường hợp người mua bán đua vi phạm quy định về phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc có thể bị phạt hành chính số tiền từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu bên bán không có giấy phép kinh doanh hoặc việc mua bán không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, thì tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả gây ra có thể bị xử lý hình sự về tội mua bán trái phép chất độc. Cụ thể, điều 311 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu rõ, người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển sử dụng hoặc mua bán trái phép chất độc thì bị phạt tù từ 1 tới 5 năm. Phạm tội có tổ chức, làm chết người, gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tổn cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 3 tới 10 năm phạm tội làm chết ba người trở lên thì phạt tù từ 15 tới 20 năm hoặc tù trung thân. Luật sư Thu cũng đề xuất, vừa qua nhiều đối tượng sử dụng xiên đua đầu độc người khác đã bị xử lý hình sự về hành vi giết người, bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Tuy vậy, để tránh xảy ra những vụ việc tiếp theo thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự người bán chất độc để gian đề. Đối với vụ án xảy ra tại Đồng Nai, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích cụ thể các tình huống trên tờ dân trí như sau. Đầu tiên, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ ý chí chủ quan của người bán hóa chất cho biết là gì, có biết về mục đích phạm tội của nghi phạm hay không. Nếu tổ chức cá nhân chưa đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này, các giao dịch thực hiện trái pháp luật và dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng là 5 người tử vong, cơ quan điều tra sẽ xem xét dấu hiệu hình sự của tội mua bán trái phép chất độc theo Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu tổ chức cá nhân đó biết về mục đích phạm tội của Bích khi đặt mua lượng hóa chất trên mà vẫn cố tình tiếp tay cho nghi phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm về tội giết người với vai trò đồng phạm nếu tổ chức cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này và hoàn toàn không biết hoặc bị lừa dối về mục đích phạm tội của bích trách nhiệm hình sự có thể được miễn đề cập tuy nhiên quy trình mua bán sẽ được làm rõ để xác định quá trình thực hiện giao dịch đã tuân thủ các điều kiện của pháp luật hay chưa khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, để điều tra về tội giết người, người dân ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch là nơi nghi phạm cư trú, không khỏi bàng hoàng với thủ đoạn tan độc của người phụ nữ này. Căn nhà tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, nơi nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích cư trú, cũng là quán cơm đã đóng cửa, không còn buôn bán khoảng một tuần nay kể từ khi công an bắt giữ Bích và thực hiện lệnh khám xét căn nhà bà trâm người bán quán nước gần nhà bích cho hay những người trong gia đình bích là dân địa phương nên ai cũng biết cha mẹ của bích và người anh trai đầu định cư ở mỹ từ lâu còn căn nhà này là của anh l anh trai thứ hai của bích cho vợ chồng bích ở mở quán cơm kinh doanh còn vợ chồng anh l mở tiệm kinh doanh tạp hóa ở nơi khác buôn bán gần đây do bích không mở quán nữa nên anh l tiếp tục bán cơm nói về việc những người thân trong gia đình bích lần lượt tử vong trong thời gian ngắn bà trâm cho hay ban đầu là chồng bích rồi tới ông hát là cha ruột và hai đứa cháu của bích lần lượt qua đời trong thời gian ngắn bà và nhiều người dân ở đây cũng chỉ nghĩ là họ đau bệnh do ông hát vốn đã bị đột quỵ một cháu bé tử vong là con của người em gái của bích thì ở nhà khác đến khi biết chuyện bích sát hại người hàng xóm ai cũng bàng hoàng Ông Hát, một người dân ở gần nhà nghi phạm, đề nghị không nêu tên cho biết, lâu nay có nghe bích bài bạc chơi số đề khi mở quán cơm, nhưng nghi phạm không trực tiếp buôn bán mà thuê người làm rồi cuối cùng phải dẹp quán. Ông Hát nói chồng của bích cũng là người dân địa phương, khi ông này tử vong thì ai cũng tưởng là do đau bệnh, không ngờ lại có tin rằng là bị vợ mình đầu độc. Vịnh Thành là địa bàn có đông giáo sứ từ miền Bắc di cư vào Nam từ những năm 1954 và cư trú qua nhiều thế hệ nên người dân ở đây đều biết nhau, sống nề nếp và cư xử hòa thuận, ít khi xảy ra những vấn đề phức tạp liên quan đến pháp luật. Vì vậy, việc một người phụ nữ dùng chất độc xe đầu độc nhiều người thân trong gia đình là chuyện không ai ngờ được. Ông Trần Hoàng Sự là bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thanh cho biết, dư luận tại địa phương quan tâm và cũng lan truyền nhiều thông tin. Tuy nhiên hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Trước khi xảy ra vụ việc, Bích cũng là người làm ăn bình thường, chưa có tiền án tiền sự. Như đã thông tin, vụ việc chỉ được cơ quan điều tra phát hiện khi NHBT 18 tuổi là cháu ruột của Bích được đưa đi cấp cứu vào ngày 22 tháng 6 và bệnh viện phát hiện là có độc tố cyanur trong cơ thể. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, trong gia đình đã có bốn người, gồm ông Hát là ông nội của NHBT, một cháu ngoại, một cháu nội và con rể của ông Hát, tức là chồng của Bích lần lượt tử vong bất thường với các triệu chứng lâm sàng như nôn ói, nhức đầu, rối loạn nhịp tim, ngưng tim, vân vân. Nên người thân của anh NHBT đã làm đơn trình báo công an Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra và đưa vụ việc ra ánh sáng. Bước đầu, nghi phạm Bích đã khai nhận hành vi dùng xe nua đầu độc người thân. Theo đó, vào giữa tháng 10 năm 2023, Bích cho rằng chồng mình là anh T, 38 tuổi, thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định sát hại chồng. Sau khi thực hiện hành vi đầu độc bằng xe ít ngày sau, chồng của nghi phạm tử vong. Đến đầu tháng 1 năm 2024, Bích tiếp tục dùng xe nùa đầu độc cháu bé D, 7 tuổi, là con ruột của em cái Bích. Lý do giết đứa trẻ mới 7 tuổi được Bích khai nhận là vì mâu thuẫn tiền bạc và em cái tức là mẹ cháu bé thường hay để ý và cho rằng là Bích có quan hệ tình cảm bên ngoài sau khi chồng chết nên đã hạ độc cháu ruột để trả thù. Đến cuối tháng 5 năm 2024, Bích tiếp tục dùng chất độc cyanua để đầu độc bé N, 12 tuổi, là con của anh trai Bích và là em ruột của NHBT, khiến bé trai tử vong cũng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống. Với mục đích tiếp tục trả thù, tháng 6 năm 2024, thấy mặt tê nổi nhiều mụn nên Bích nói là uống thuốc giải độc gan thì sẽ hết và nếu tê uống thì Bích sẽ mua thuốc dùng. Ngày 22 tháng 6, Thế Tê đang ngồi học bài một mình, Bích đã ra tiệm thuốc Tây mua viên thuốc loại con nhộng về rồi cho Siano vào viên thuốc, đưa cho Tê uống. Sau khi uống thuốc, Tê lâm vào tình trạng hôn mê, mất trí giác, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh và được phát hiện là bị ngộ độc xe Cơ quan điều tra nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm. Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích của nghi phạm cũng như là nguồn gốc của chất độc cyanua dùng gây án để xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau khi chồng và con chết, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này nghi phạm dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.